Dạ, Vũ xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thông báo khẩn thị trấn Bình Đại. Truy vết dịch tễ liên quan chùm bệnh tại quán Nam Nhi, ấp Bình Thuận, thị trấn Bình Đại. Thông báo khẩn truy vết các trường hợp liên quan chùm ca mắc COVID-19 ngày 26 tháng 10 năm 2021, nhà hàng Nam Nhi tại ấp Bình Thuận, thị trấn Bình Đại có ca dương tính với SARS-CoV-2 đến dự tiệc, qua tầm soát và lấy mẫu xét nghiệm. Những trường hợp tiếp xúc gần đã phát hiện 9 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là chùm ca lây nhiễm COVID-19 phức tạp. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã thông báo đến toàn thể nhân dân, những ai đã từng đến nhà hàng Nam Nhi tại ấp Bình Thuận, thị trấn Bình Đại từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10, hãy nhanh chóng liên hệ với trạm y tế gần nhất để test nhanh tầm soát SARS-CoV-2. Vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, bà con nhân dân hãy chủ động khai báo y tế và được test nhanh tầm soát SARS-CoV-2. Đây là cái thông báo khẩn của thị trấn Bình Đại. Vũ xin hết. Vũ cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi cái video của Vũ.